Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Tang Thêm. Có khá là nhiều bạn yêu cầu mình mua một cái máy nghe nhạc mà thiết kế giống kiểu iPod ấy. Mặc dù mình mua cũng khá là nhiều máy nghe nhạc rồi, thì thể theo yêu cầu của bạn ấy, mình sẽ đặt cái máy nghe nhạc giống iPod và hôm nay mình đã nhận được hàng. Đây, tên sản phẩm là máy nghe nhạc MP4, có màn hình giống iPod, số tiền là 115.000, mình mua trên Shopee. Rồi, xem cái máy nghe nhạc này giống iPod như nào. Vâng, như vậy là mình nhận được sản phẩm là màu hồng nam tính nhá. Đó, nhìn giống y hệt iPod luôn, 96.69%. Và có tặng kèm cái tai nghe, thì mình cam đoan 100% là cái tai nghe này nghe rất là cùi bắp. Vâng, anh em nói chung là vứt đi, không dùng. Có cái cáp sạc micro USB, cái cáp sạc, không phải micro USB. Đây, nhân vật chính iPod. Nhầm, phải gọi là máy nghe nhạc giống iPod mới đúng. Đó, chúng ta có 4 nút, tiếng bấm cũng nảy, dễ bấm, nảy và hơi cứng, nhưng mà rất là dễ bấm nhá, bấm phát ăn ngay. Nút giữa là nút chọn này, có nút menu này, nút chuyển bài, nút volume, tăng giảm âm lượng. Phía trước này, nguyên siêu nhá, chưa bóc, cái lớp siêu, digital MP4, player, 5 nút, màn hình không biết bao nhiêu inch, khá là to. Nói chung là kích thước mình nghĩ là giống iPod thôi. Cổng sạc là một này, có cái khe để chúng ta luồn dây vào để đeo này là hai này, và có cái lỗ cắm tai nghe 3.5, hai con ốc đó. Cái này thì bằng kim loại, còn cái này bên trong thì bằng nhựa, như vậy là kim loại bọc nhựa. Mặt sau thì có chỗ để chúng ta cắm thẻ nhớ này, công tắc on hoặc bật tắt này. Màu hồng rất là nam tính, xì tin. Rồi, cái này như kiểu là kim loại giả nhựa ấy, anh em ạ. Cái nút bấm ở trên thì bằng nhựa thôi, on nọ. Thế thôi, đơn giản nhỉ. Bây giờ cắm vào test thử nhá, xem có nghe hay hơn mấy con này không. Mấy con này mình đã review ở kênh YouTube của mình hết rồi, anh em có thể xem lại. Rồi, có vẻ như là đã hết pin rồi anh em. Mình sẽ sạc thử nhá. Rồi, connect lên rồi đây, lên hình. Có khá là nhiều chức năng này anh em. Ebook này, đọc sách điện tử này, chúng ta có thể copy chuyện vào trong này đọc. Music, nghe nhạc rồi. Movie, xem video, tại vì có màn hình mà. Màn hình cũng khá là ổn. Record, có thể ghi âm. Voice, nói chuyện. FM, nghe đài. Photo, xem ảnh. Cài đặt, setup. Đó, tất cả những chức năng đấy. Đây, chúng ta có thể chỉnh backlight này, độ sáng này, để màn hình sáng trong bao nhiêu giây, từ 0 giây đến 255 giây. Đó, rồi. Power up. Hẹn giờ tắt, rất là hay luôn. Sleep mode, off time, exit. Đấy, hẹn giờ tắt này, 60 giây. Sleep mode, hẹn giờ để ngủ đông, 50 phút. Rồi, language, ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Thái, có tiếng Việt luôn này, hay chưa? Đó, hay. Tim ngoe 1.3. Ôi, có luôn cả tiếng Việt ạ. Bảo rượu vậy. Mình sẽ cóp nhạc vào nghe thử. Rồi, nói chung là sau khoảng mấy giây nghe, mấy chục giây nghe thì mình đánh giá con này nhá. Nói chung là những cái tai nghe, nói chung là những cái máy iPod ấy, những cái máy nghe nhạc MP3, MP4 ấy, thì quan trọng mình đánh giá cao vẫn là cái tai nghe.
Nên tai nghe xịn thì nghe hay, mà tai nghe lởm thì nghe đều. Còn nghe thì đấy, nó phải phụ thuộc tai nghe là chính. Tai nghe xịn thì nghe bát rất là trâu bò luôn, và bát thì cực kỳ hay, nghe cũng rất là hay luôn. Thì con này đặc điểm là nếu mà anh em mà cho đấy, mình vừa chỉnh chưa mắc volume, không chưa mắc volume mà nghe như muốn nước tai luôn ạ. Nói chung là nghe siêu hay, bát trâu nghe hay, ổn, nghe trong, quá ngon trong tầm giá hơn 100.000 thôi. Và thiết kế nó giống 96% iPod thời trang. Tóm lại là quá ổn. Đó, để anh em có thể nghe. Đây, thì cắm thẻ nhớ vào. Đó, cắm thẻ nhớ micro USB. Thì nói chung là cái này thì anh em phải mua thêm thẻ nhớ nhá, chứ thẻ nhớ nó không bán kèm đâu. Và cũng không có dung lượng sẵn bên trong, không có dung lượng 8GB đâu. Mình cứ tưởng có sẵn 8GB bên trong cơ. Đó, anh em phải mua riêng thẻ nhớ để cắm vào. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, như vậy là video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm máy MP4 giống iPod. Link mua mình sẽ để dưới video này. Các bạn cảm thấy video hay, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Nghe hay phết anh em ạ. Và làm công nhận là giống thật thật. Khá là giống luôn. 96,69%.